Giờ em sẽ giới thiệu cho mình hai cái chức năng mới của máy ha. Thì đầu tiên để sử dụng hai cái chức năng này, mình sẽ có hai cái công tắc ở phía sau. Cái công tắc này là công tắc tổng cho hệ thống của máy, còn phía công tắc này là công tắc cho cái đầu tim. Thì để sử dụng hai cái tính năng mới thì mình chỉ cần bật cái công tắc tổng, bật lên, sau đó hai cái chức năng mới của mình sẽ được kích hoạt. Thì đầu tiên đây là cái đầu RF. Thì cái đầu RF này nó sẽ có chức năng là kích thích sản sinh collagen và cái elastin mới, làm cho da trở nên săn chắc và đàn hồi, da trở nên căng bóng. Thì để hoạt động mình sẽ có một cái nút nguồn mình ứng giữ. Đây, mình sẽ ứng giữ 3 giây thì máy sẽ mở. Ở trên đây là cái nút về cái năng lượng, thì mình sẽ có 3 mức năng lượng từ nhẹ cho đến mạnh. Mình bấm để điều chỉnh. Thì để hoạt động máy mình sẽ nhấn giữ đốt nguồn. Thì mình chỉ nhấn giữ rồi mình buông ra. Mình sẽ nhấn giữ, mình buông ra. Khi mà đầu tay cầm nó hiển thị sang màu đỏ và có 4 tiếng bíp thì máy đang hoạt động. Sau khi máy hoạt động xong trở về màu xanh thì là máy đang ngừng. Mình sẽ di chuyển đến điểm khác để mình bấm. Mình sẽ đi theo chiều cơ, đẩy lên. Sau khi hoạt động xong thì mình sẽ bấm giữ trong 3 giây để tắt tay cầm. Còn đây là cái tay cầm thứ hai. Cái tay cầm này thì mình sẽ có hai cái đầu để sử dụng. Một đầu tay cầm này mình sẽ có hai đầu sử dụng. Một đầu là dùng để nâng cơ, bio sinh học dùng để nâng cơ. Đầu còn lại là dùng để đẩy tinh chất. Thì cái cách để mình tháo ra và mình lắp cái đầu mới vô này. Mình cầm cái đầu tay cầm này, xong rồi mình sẽ mở ra, giữ chặt nha, tháo ra. Đấy. Xong mình sẽ lắp. Mình sẽ lắp như một cái đầu USB vậy, mình lắp cái mới vào nè. Mình đẩy chặt là ok. Thì đầu này nó sẽ có cái công dụng mình đi sẽ dẫn tinh chất. Sau khi mà mình đi đầu tiêm rồi thì mình sẽ dùng đầu này mình đi dưỡng chất để mình đẩy sâu cái tinh chất vào da, giúp da tiếp tinh chất thẩm thấu nhanh hơn. Còn đầu này mình sẽ đi chung với cũng là đi dưỡng tinh chất, nhưng mà mình thường thì mình sẽ đi với những cái collagen, vừa để dưỡng tinh chất vừa để nâng cơ. Ở đây mình sẽ có cái nút tắt mở. Khi hoạt động thì khi mà nó chớp hai đầu thì nó đang hoạt động này, mình chỉ cần cầm và mình thao tác đi trên da. Nó sẽ có cảm giác châm chích.